Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của hội. Tiếp tục những clip về mảng thủ thuật, thì hôm nay hội sẽ chia sẻ mọi người một cách chính thức làm sao chúng ta có thể là bắt cái góc nhìn siêu rộng ở chơi game Liên Quân Mobile nha các bạn nha. Đấy, ok, thì cách làm nó sẽ rất là đơn giản luôn. Các bạn sẽ bắt buộc là các bạn sẽ phải dùng một điện thoại Android nha. Ok, sau đó thì các bạn sẽ vào trong phần cài đặt nè. Rồi thì bình thường á, mà các bạn sẽ không có cái tính năng developer này đâu, và các bạn nên chuyển thành tiếng Anh nha. Thì các bạn sẽ vào trong tiếng Anh á, các bạn sẽ làm giống như mình được, chứ còn mình thì mình ngại chuyển qua tiếng Việt đó, cho nên mình dùng tiếng Anh nha các bạn nha. Rồi sau khi đó chuyển sang tiếng Anh, các bạn vào setting này, cài đặt á. Rồi các bạn sẽ vào trong about phone nè, rồi các bạn vào chỗ ngay chỗ build number, các bạn nhấn liên tục vào cho mình. Rồi thì nó sẽ vào cái chế độ là nhạc phát triển nha. Thì nếu mà nó bắt nhập bản binh thì các bạn nhập bản binh vào. Rồi sau đó các bạn quay ra, các bạn vào trong phần system hệ thống, các bạn vào advanced nó mở ra đó, thì các bạn sẽ vào developer option nè. Rồi thì trong cái phần này các bạn sẽ vào phần nào, các bạn vào hai phần nha. Các bạn vào chỗ cái đây, các bạn vào phần graphic driver preference nha. Các bạn vào và các bạn chơi cái game nào á thì các bạn hãy chọn cái game đó. Ví dụ như game Liên Quân đi, thì các bạn bình thường nó sẽ chế độ default nè, các bạn tích vào cái system graphic driver cho mình nha. Nó hiện chữ lên Liên Quân Mobile mà xích ở phía dưới là system graphic driver là ok. Sau đó các bạn quay lại, rồi các bạn vào trong cái phần là gì ta, đây smallest quick, các bạn kéo xuống phía dưới các bạn sẽ thấy smallest quick. Vậy thì cái phần này các bạn nên điền cái số bao nhiêu thì nó mới bật cái tính năng là cái góc nhìn siêu rộng được. Thì các bạn nên để cái con số đó là 1024 nha. 1024 thì cái con số 1024 này chính là cái bề ngang của cái điện thoại màn hình iPad đó các bạn. Đấy, cho nên thì cái bề ngang của màn hình iPad thì nó mới bật chế độ siêu rộng được, thì chỉ có iPad mới có, cho nên là các bạn sẽ bật cái này lên. Đấy thì nó sẽ là cái màn hình, các bạn thấy không, giờ cái màn hình nó nhiều, hiện nhiều thông tin ghê cho. Đấy, tại vì cái tỷ lệ màn hình bây giờ là màn hình iPad luôn nha các bạn nha. Đấy, các bạn nhấn ra, sau đó các bạn vào lại Liên Quân Mobile nè. Rồi bây giờ vô game test thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào một cái game để mình test nha, cho các bạn xem nha. À, đấu tổ hợp 5 năm nha, sẵn sàng. À, nếu mà các bạn thấy những cái clip của mình làm mà hay á, có ích á, thì hãy nhớ là like cái video và nhớ là share video của mình nha, để cho nhiều người cùng biết và để tập toán YouTube đề xuất video của họ đến nhiều người hơn. Đấy, và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để mà theo dõi những clip mới nhất của mình, và nhớ là bấm vào nút rung chuông nha. Đấy, cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi thấy không, các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ mở cái cài đặt này. Rồi mình vào cái góc camera, các bạn sẽ thấy gần và xa đúng không? Thì mình bật xe lên nè. Đó, bật xe lên. Đó, các bạn thấy, các bạn thấy cái góc nhìn nó xe nó rộng hơn cho. Đúng không? Bật xe lên. Các bạn thấy không? Cái con tướng mình nó đi chậm rù đúng không? Tại vì cái góc nhìn nó xa các bạn. Cho nên là tướng đi nhìn nó rất là chậm luôn. Nhìn nó chậm lắm. Ok rồi ha. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn là làm sao chúng ta có thể là mở được cái góc nhìn xa hơn, cái góc nhìn rộng ở trên game Liên Quân nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nè. Nếu các bạn thấy clip hay hữu ích thì hãy like cái video để ủng hộ hội, và nhớ bấm rung chuông đăng ký kênh nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Bye bye, hẹn lại các bạn ở clip sau nha. We'll be right back.